Cả bạn và các em đã quay trở lại với chương trình luyện não sáng sớm hữu cơ đề số 01 Và chúng ta chiến đấu ở cái buổi này Vì màu cờ, vì sắc áo, vì khẳng định Vì khẳng định bản thân của chúng ta để đạt được đến mức chín cộng Và các bạn cùng comment đáp án chung nha Hôm nay, sáng nay chúng ta sẽ có 40 cộng Câu số 1 Chất nào sau đây là chất béo Chất nào sau đây là chất béo chất béo được định nghĩa là trieste của glycerol và các axit béo vậy vậy chất béo là gì hỡi những tâm hồn mơ ngủ hỡi những cái não còn đang đi ngủ hãy comment cho thầy đáp án câu một là đáp án gì chúng ta đừng ép ngủ nữa chúng ta dậy đi gà gáy rồi đáp án gì ạ đáp án đúng của chúng ta là đáp án a triolein triolein câu số 2 ạ câu số 2 các bạn comment đáp án cho thầy ạ. Đây là những cái câu có trong đề thi trung học phổ quốc gia năm 2022 và nó sẽ là những cái câu mà rất được hỏi nhiều hỏi đi hỏi lại, hỏi liên tục trong các đề và các bài thi sắp tới và các em sẽ thi. Câu số 2 ạ, thủy phân este nào sau đây trong dịch NaOH thu được natri format ạ. Thủy phân este nào sau đây trong dịch nào mắt thu được natri format natri format là HCOONA đúng không các em? vậy 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 vậy. Thủy phân anh tên nào thu được natri format ạ? À? Đúng rồi, chính xác đáp án đúng của chúng ta là đáp án C etin format. Etin format. Có bạn nào còn đang buồn ngủ nữa không ạ? À? Giơ tay ạ. À? Còn bạn nào còn đang buồn ngủ nữa không? Giơ tay ạ. À? Còn bạn nào còn đôi mắt bồ câu đang uh, hấp hé, hấp hí Bạn nào đang nằm ở trên giường để theo dõi live Thầy kính mong tất cả các bạn Vẫn còn đang nằm ở trên giường để theo dõi buổi live ngày hôm nay Có thể ngồi dậy vươn vai một cái Và ngồi vào bàn học cho thật nghiêm túc Để chúng ta có thể bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay với nhau được không ạ Nào câu số 3 Chất nào sau đây là đồng phân của ạ Câu số 3 Chất nào sau đây là đồng phân của glucose Có bạn hỏi file bài tập thầy đăng ở đâu Các bạn ơi các bạn phải đọc kỹ cái bài thầy ghim đầu tiên trong nhóm Ở cái bài đầu tiên trong nhóm đấy Tự tay thầy làm nên một cái bảng cho các em Ở trong cái bảng đó Đầy đủ toàn bộ khoa học các em được tặng Đầy đủ tất cả mọi thứ các em được tặng Đầy đủ cả tài liệu thầy áp ở trong đấy luôn Chính vì vậy nên thầy rất là mong muốn Tất cả các bạn và các em Tất cả các bạn và các em có thể là đọc thật kỹ những cái gì, gì thầy dặn thầy ghim ở ngay đầu tiên ở bên trong nhóm Facebook của lớp mình và thầy cũng ghim cả bài đăng đó ở bên trong nhóm Zalo của lớp ở ngay đầu tiên nên kính mong tất cả các bạn và các em trước khi vào buổi học các bạn và các em đọc bài đó giúp thầy được không ạ? Nào câu số 3. Chất nào sau đây là đồng phân của glucose ạ? Chất nào sau đây là đồng phân glucose à, các bạn cũng có thể comment cho thầy ạ. Chất nào sau đây là đồng phân glucose Đồng phân glucose là fructose ạ đồng phân của glucose là fructose Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bò Câu số 4 ạ Câu số 4 Số este có cùng công thức phân tử C3H6O2 ạ Các bạn cũng comment đáp án giúp thầy được không ạ các bạn nghĩ đó là đáp án nào? Số ST có cùng công thức phân tử C3H6O2. Đây là những cú đề pa của thầy Minh để chúng ta bắt đầu leo dốc với kỳ thi trung học thông quốc gia sắp tới và thầy rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang ở trong cái buổi học này, ở trong cái phiên live này chúng ta cùng comment đáp án để bắt não chúng ta hoạt động, để bắt cho để để bắt não chúng ta bắt vào một cái parem để sắp tới với kỳ thi trung học thông quốc gia sắp tới chúng ta sẽ đạt được thành tích cao nhất. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất là nhiều. Câu số 4 ạ, số ST số ST có cùng công thức phân tử là C3H6O2 là gì ạ? Là gì ạ? À cái chỗ này chúng ta sử dụng chiêu của thầy Minh nhá. Là gì ạ? R1 cộng R2 thì bằng 2. Mình có 0 cộng 2 1 cộng 2 0 1 2 thì chỉ có 1 1 1. Không có 1, 1 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Đáp án đúng là đáp án A2 đồng phân. Ở đây có bao nhiêu bạn không biết phương pháp 3, 4, 5, 2, 4, 8, dơ tay. Ở đây hôm nay ngồi học với thầy mình có bao nhiêu bạn không biết phương pháp 345248 giơ tay. Và những cái bạn nào mà chưa biết phương pháp 345248 thì tẹo đó thôi, thầy mình sẽ gửi cho ông ta một cái link mà thầy mình dạy trên YouTube từ lâu lắm rồi. Đây là phương pháp do thầy mình nghĩ ra và để cho tất cả các bạn và các em có thể nắm được phương pháp này để chúng ta giải được đồng vấn đề tè nhá. Ok không ạ? À? Ok không ạ? À? Tẹo nữa thôi nhá, thầy sẽ gửi luôn cái link vào trong nhóm lớp cho các em. Rồi, câu số 5 ạ. Câu số 5 cho đáp án gì ạ? Câu số 5 ạ. Câu số 5 ạ. Sorry hiện ở bằng 2 1 cộng 1 rồi 1 1 1 cộng 1 đây thầy cộng nhầm 1 cộng 0 cộng à, đó bằng 2 mà đây là 1 cộng 1 đây là 1 cộng 1 0 cộng 2 1 cộng 1 vẫn là có 2 thôi câu số 5 ạ STX câu số 5 ạ. STX được tạo bởi từ ancol nitric và axit acetic ạ STX được tạo bởi từ ancol ethylic và axit acetic ạ. Thầy kính mong tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi học này có thể comment đáp án ạ. Bởi vì chúng ta comment là chúng ta đang bắt não bộ của chúng ta đang làm việc. Đề này tại sao lại có tên là luyện não? Bởi vì chúng ta luyện cho cái não của chúng ta làm việc vào buổi sáng để khi mà chúng ta đi làm bài thi chung vào Trung quốc gia ấy, chúng ta thi vào 8 giờ 35 phút sáng thì chúng ta không bao giờ bị sai bởi những câu dễ như thế này. Nên thầy rất mong muốn tất cả bạn và các em cùng comment đáp án cùng thầy. Estex được tạo bởi ancol ancotylic và axit acid, acetic vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án D chính xác. Ok, đáp án D. Câu số 6 ạ. Câu số 6, luyện não sáng sớm. Mã 203 đề thi tốt nghiệp trung học thông quốc gia năm 2021 ạ. Estex có công thức phân tử là C4H8O2. Thủy phân tích trong dịch carbon loãng đun nóng thu được sản phẩm gồm axit propionic, axit propionic. thu được sản phẩm gồm axit propionic và chất hữu cơ y, công thức của chất y là gì? Câu 6 các em ơi, câu 6 các em ơi Các bạn chọn đáp án câu 6 đáp án gì ạ? Khẩn trương ạ Hello, xin chào các bạn và các em Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với Bình Nguyên Vô Tận Luyện não lý thuyết hóa sáng sớm Và hôm nay chúng ta luyện về hữu cơ Sáng mai chúng ta sẽ luyện về vô cơ Và rất là mong muốn tất cả các bạn và các em Đã và đang tham gia cái buổi học này cùng với thầy Minh berlin Thì comment dùng cái tay ấn 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 và đáp án cho thầy mình ạ Rồi ạ STX có gốc phân tử C4H8O2 thủy phân tích trong dung dịch K2SO4 loãng đun nóng thu được sản phẩm gồm axit propionic C2H5COOH và chất hữu cơ y. Vậy suy ra anh X của chúng ta nó phải có dạng là gì ạ? c 2 h 5 cooch 3 đúng không ạ? Vậy thì khi thủy phân X trong môi trường axit thì chúng ta sẽ thu được là C2H5COOH cộng với lại một anh nữa cộng với lại một anh nữa là chất hữu cơ y và chất hữu cơ y chúng ta là CH3OH vậy đáp án đúng của chúng ta câu 6 là đáp án A các bạn ạ. Câu 6 chúng ta là đáp án A các em nhá, đáp án A. Câu 7 ạ. Câu 7 ạ, đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Ạ. Câu 7 đáp án gì ạ? Acid palmitic là một axit béo. Acid palmitic là một axit béo. Vậy palmitic có công thức là gì các bạn còn nhớ không? Thường thì vào buổi chiều và buổi trưa thì chúng ta có thể nhớ Nhưng mà vào buổi sáng thì chúng ta hơi lạc Bởi vì tất cả các bạn học sinh của Thầy Minh Khi mà Thầy Minh dạy các bạn thầy biết là các bạn đã bị lạc Nên Thầy Minh lại nảy sinh ra cái luyện não sáng sớm Để giúp đỡ cho tất cả các bạn học sinh của Thầy Minh Tất cả các bạn học sinh của Thầy Minh không bị lạc Không bị lạc nữa Acid Palmitic C15H bao nhiêu ạ? 31COOH đấy chưa? Nó là một axit béo có trong mỡ động vật và công thức của axit palmitic là C15H31COOH nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu số 8, câu số 8. STX có công thức phân tử C4H8O2. Nào các bạn ơi, comment cho thầy đáp án câu 8 là đáp án gì ạ? Câu số 8 ạ, à, thầy rất mong muốn được nhìn thấy đáp án câu số 8 ạ. À. Chúng ta ở đang ở trong chương trình luyện não sáng sớm, luyện não là chúng ta không những luyện chỉ có não ra quyết định mà chúng ta còn luyện cả tay bấm máy tính bấm ra được đáp án nữa cơ. Câu số 8 ạ, à, STX có công thức phân tử C4H8O2 thủy phân X trong dung dịch NaOH dư. Nào thủy phân X trong dung dịch NaOH dư thu được sản phẩm gồm natri propionat và ancol Y. Công thức của Y là chúng ta phải viết được công thức của Natri Propionas C2H5COONA Vậy từ đó mình suy ra X nó sẽ là C2H5COOCH3 Vậy suy ra ancol Y suy ra ancol Y nó sẽ là CH3OH Đúng không các em ạ Và với ancol Y là CH3OH thì đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D Ok, tuyệt vời tất cả các bạn đã chọn đáp án D của thầy Minh Vy lên ạ Câu số 8, câu số 9 ạ. Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo thì thu được cái gì sau đây? Thủy vẫn hoàn toàn một mon chất béo thì thu được cái gì sau đây? Các bạn có thể comment đáp án cùng với mình không ạ? Câu số 9 ạ. Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo ạ. Một mol chất béo thì nó thì bản chất của một mon chất béo một mol chất béo thì một chất béo nó sẽ đớp nhau với lại ba anh NaOH đúng không? Để tạo thành một anh glycerol một anh glycerol Cộng với lại gì ạ? Muối Đúng không? Vì vậy nên Một món chất béo thì chúng ta luôn luôn Và mãi mãi chúng ta sẽ thu được Một món glycerol Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C Đáp án đúng của chúng ta là Đáp án C ạ. À. Nào câu số 10 ạ à. Câu số 10 các em ơi Câu số 10 đáp án gì ạ? À? Nào câu số 10 đáp án gì ạ? Câu số 10 ạ Câu số 10 các bạn cùng comment đáp án cùng Thế Minh được không ạ? Câu số 10 ạ. Câu số 10 thầy Minh đang cần các bạn comment đáp án cùng thầy Minh. Câu số 10 đáp án gì nào? Câu số 10 đáp án gì nào các em? Cho thầy một đáp án ở câu số 10 ạ. Thầy rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học này chúng ta cùng comment đáp án câu số 10 số đây ạ. Nào, bấm 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 bấm, bấm thật nhanh để ra được quyết định để ra được đáp án. Ok ạ. Xin chào tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với bình nguyên vô tận của môn hóa sáng hôm nay Chúng ta có cái buổi học lý thuyết sáng sớm Lý thuyết sáng sớm Chương trình này do thầy Minh Merlin Chương trình này là do thầy Minh Merlin ạ Và thầy Minh Merlin sẽ chiến đấu sát cánh cùng với tất cả các bạn và các em Trong 15 buổi tới nhá 15 buổi tới chúng ta sẽ là của nhau Và thầy Minh sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em làm sao chúng ta sẽ đạt được cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với cái kết quả cao nhất nào hello hai cái nào hello hai cái hai xin chào tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với buổi học sáng ngày hôm nay buổi học lý thuyết sáng sớm và thầy Minh chào tất cả các bạn đã dậy sớm cùng thầy Minh Myolyn ạ hello xin chào tất cả các bạn và các em chúng ta đang rất điên cuồng trong cái buổi học ngày hôm nay ok Hello Rồi Nào mình có câu số 10 ạ à. Câu số 10 đáp án gì ạ à? Thủy phân STX có công thức phân tử là C4A8O2 Thu được ancol etylic Nào Ancol etylic Vậy mình sẽ có này Ancol etylic thì nó sẽ phải là đầu đầu là COO C2H5 Đúng không Vậy đầu của nó sẽ là CH3COCH5 Đúng chưa? Vậy suy ra tên gọi của X chúng ta phải lưu ý nhá. Ở đây đề bài bảo với chúng ta là gì ạ? À? Đề bài bảo với chúng ta là tên gọi của X thì nó sẽ là etin acetat. Ok chưa? Etin acetat nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu số 11 ạ. Câu số 11 một câu lý thuyết thể Minh chen vào đây để luyện não một tí thôi. Luyện não một tí thôi một câu lý thuyết rất dễ. Chúng ta cùng theo dõi nhá. Este hóa giữa 4,6 gam ancol C2H5OH số mol là 4,6 mà chia cho 46 thì bằng 0,1 với lượng dư axit acid, acetic CH3COOH dư thì thu được 4,4 gam este este của chúng ta sẽ là CH3COO C2H5 cộng H2O và đề bài hỏi chúng ta hiệu suất phản ứng este hóa đây là dòng ban đầu dòng phản ứng dòng sau phản ứng sau phản ứng este của chúng ta là 4,4 mà chia cho 88 thì bằng 0,05 vậy suy ra số mol ETF phản ứng là 0,05 vậy suy ra số mol oh là 0,05 vậy hoàn toàn chúng ta tìm được hiệu suất của phản ứng bằng 0,05 0,05 chia 0,1 bằng nhân 100% thì bằng 50% 50% vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B bò 50% câu số 9 à, câu số 11 xong câu số 9 ở đây là câu số 9 bị cắt lỗi vào đây rồi Câu số 11 rồi. Câu số 11 ạ, câu số 12 ạ. Câu số 12 đáp án gì ạ? Câu số 12 các bạn comment đáp án cùng thầy Minh nào. Câu 12 ạ. 12 ạ. Thủy phân tripalmitin. Đây. Thủy phân tripalmitin C15 H31 COO tất cả 3 lần C3 H5 vào dung dịch NaOH thì mình thu được muối là C15H31 COONA 3 lần 3 lần cộng với C3H5 OH 3 lần. Vậy muối của chúng ta sẽ có công thức là C15H31 COONA. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. À. Câu 13. Tên gọi của este này là gì? Nào, 13. Tên gọi của este là gì ạ? gì nào? Etin, etin gì? acetat Etin acetat Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em ạ. Nào, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Câu 14 ạ. 14 một câu tính toán nhẹ nhàng một chút thôi. Nhẹ nhàng một chút thôi không quá khó đâu các em ạ. Thủy phân hết 3,35 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức mạch hở. Este đơn chức mạch hở nhá. X này 3,35 gam này thì cần vừa đủ NaOH. Đây, 0,05 mol thu được một muối, một muối và hỗn hợp gồm y gồm hai ancol cùng dãy đồng đảo. Vậy hoàn toàn do ST đơn chức nên số mol của x cũng bằng 0,05. Vậy mình tìm được phân tử khối của x bằng bao nhiêu à? các bạn cùng bấm máy tính giúp thầy ạ. À. Phân tử khối của x bằng bao nhiêu ạ? À? 3,35 3,35 chia cho 0,05 bằng 67 ạ. À. 67. 67. Vậy nó là ST no đơn chức thì nó sẽ có công thức là CnH2nO2. Đúng không ạ? N trung bình thì chính bằng đây CnH2nO2. Vậy từ đó mình sẽ có 67 thì bằng 14n cộng 32. Vậy suy ra n của chúng ta bằng n chúng ta bằng bao nhiêu ạ? n chúng ta bằng bao nhiêu? 67 trừ đi 32 bằng chia 14 bằng 2,5. N bằng 2,5 Và đề bài nói chúng ta là đốt cháy Đốt cháy hết Y trong oxy dư Vậy công thức Bây giờ chúng ta lưu ý nha Đề bài nói chúng ta là thu được công thức của hai côn Công thức chúng ta thu được của Y là gồm hỗn hợp Thu được một muối và hỗn hợp Y gồm hai ancol Các bạn phải lưu ý cho thầy nhá Thu được hỗn hợp muối và hai ancol Thế nó mới kinh điển cơ Vậy này Mình sẽ có này anh X này của chúng ta nó sẽ bao gồm một anh là C2 một anh là C3 C2 thì nó sẽ là C2H4O2 C3 là C3H6O2 C4O2 thì chỉ có một công thức duy nhất HCOOCH3 còn c 3 6 mà cùng ra được một muối các bạn nhé cùng ra được một muối thì nó phải là CH3COOCH3 ok chưa thì mình sẽ thu được hai ancol của mình nó sẽ là CH3OH và CHC sorry ạ đây là CHCO bởi vì sao được cùng một muối ạ HCOO 2 CH5 vậy han là CH5 OH và CH3OH ok không được chưa thế thì câu chuyện rất đơn giản bây giờ này đốt cháy hết y trong oxy dư thì do đây là 2,5 nên tỷ lệ nó 50-50 Nên anh này cũng sẽ tương tự công thức của nó là C1,5H H C1,5 h 2 n Cộng 2 Vậy ở đây sẽ là 1,5 x 2 cộng 2 bằng 5 ô Khi đốt cháy với số mol của nó là 0,05 mol Do số mol ancol chính bằng số mol áo H Thì 0,05 đốt cháy trong oxy dư Thì mình sẽ thu được CO2 H2O Bởi vì đề bài nói là đốt cháy hỗn hợp Y các em nhá COISIO vậy bảo toàn hydro 0,05 x 5 chia 2 0,05 x 5 chia 2 bằng 0,05 x 5 chia 2 bằng 0,125 0,125 Vậy giá trị của M là 0,125 x 18 bằng 2,25 gram 2,25 gram Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Rất dễ Đáp án đúng chúng ta Đáp án gì? Rất dễ ạ Câu 15 nào các em? 15 ạ à? 15 đáp án gì ạ? À? STX được tạo bởi từ ancol metylic CH3OH và axit phobic HCOOH. Vậy công thức của STX là gì? Vậy công thức của STX là gì ạ? Nào các bạn cùng comment đáp án cùng thầy Minh ạ. Là gì ạ? Là HCOOCH3. Đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 16. Câu 16 ạ. STX có công thức phân tử là C4H8O2. STX có công thức phân tử là C4H8O2. Thủy phân X trong dịch H24 loãng nóng thu được sản phẩm gồm axit acetic. Vậy nó sẽ là ch 3 cooc 2 h 5 Vậy chất hữu cơ Y ở đây chỉ có thể là c 2 h 5 oh mà thôi. Nên đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án B bò các em nhé. Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án B bò. Câu 17 ạ. 17 là một câu tính toán. Thì vẫn hoàn toàn m gam metin acetat CH3COOCH3 -CH3 bằng NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muối. Vậy muối chúng ta là CH3COONa. Số mol ạ, à 8,2 mà chia cho 82 thì số mol bằng 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của este của mình bằng 0,1. Vậy mình sẽ tìm được giá trị của m là 0,1 mà nhân với lại 74 thì bằng 7,4 gam Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B bỏ câu 18 Hỡi những thiên thần đang luyện não sáng sớm cùng thầy Minh ạ à. Hãy comment đáp án câu 18 đáp án gì ạ à? Câu 18 ạ à. Đề này đấy À đâu rồi đã bắt đầu có sự lát giật ở đây Khi mà chúng ta não của chúng ta bắt đầu được làm với hiệu suất cao Đã bắt đầu có tình trạng giật lát ạ à. Nhưng đây là giật lạc ở não và chúng ta phải cố gắng để cho não chúng ta giật lạc nhiều hơn thế nữa các em ạ. Bởi vì não chúng ta càng bị giật lạc nhiều thì chúng ta càng xịn nhá. Bởi vì não chúng ta càng bị giật lạc nhiều thì sau này chúng ta sẽ càng xịn. Nào tiếp tục ạ. Câu số 18 đáp án gì ạ? Các bạn cùng comment đáp án cùng thầy mình nhá. Nào. 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 Câu 18 các bạn comment đáp án cùng thầy ạ. Nào, câu 18 ạ. À. 18 đáp án gì đấy các em ơi? 18 ạ, à. các bạn cùng comment đáp án câu 18 cùng thầy Minh ạ. À. Nào, câu 18 ạ. À. 18. 18 đáp án gì ạ? À? Tên gọi ạ. À? Gì ạ? À? tín format nhá. Metin format đáp án đúng là đáp án gì? Câu 19 ạ, à. dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ạ? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Anh nào ạ? Anh nào làm quỳ của tôi chuyển thành màu xanh các em ơi? Anh nào ạ? Anh nào làm quỳ của thầy Minh chuyển thành màu xanh ạ? Anh nào làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ạ? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? Anh nào? Etinamin C2H5NH2 Luyện não sáng sớm Câu 20 ạ. À? Số nhóm amino có trong phân tử nào? Số nhóm amino có trong phân tử glycine. Số nhóm amino có trong phân tử glycine ạ. À? Bao nhiêu ạ? À? Bao nhiêu nhóm amino có trong phân tử glycine? Mình nhớ công thức glycine c 2 nh 2 Vậy glycine ở đây Công thức ở đây của chúng ta là gì? Là chỉ có một nhóm NH2 trong phân tử glycine thôi, 20 đáp án C. 21 đó, tính toán nhẹ nhàng thôi. Tính toán nhẹ nhàng tình cảm thôi. 3g H2N C2 CH tác dụng với NaOH thì thu được muối là H2N đúng không? CH2 đúng không? COONa đúng không? Nào các bạn cùng bấm máy tính cho thầy Minh xem kết quả bằng bao nhiêu ạ. Số mol này 3 này chia 75, phân tử khối này 75. 3 chia 75 bằng bao nhiêu đây ạ? 0,04 Vậy muối chúng ta là 0,04 Vậy 0,04 này nhân với mở ngoặc đơn này à, 75 cộng 22 bằng bao nhiêu? 3,88 3,88 đáp án đúng chúng ta là đáp án A các em nhá Đáp án đúng của chúng ta, đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án A Câu 22 ạ Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm Đựng 20 lít dung dịch chất x lắc nhẹ Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm Đựng 20 lít dung dịch chất x và lắc nhẹ thấy có kết tủa trắng u rồi thấy có kết tủa trắng vậy chất x là chất nào vậy chất x là chất nào ạ là vậy chất x là chất nào ạ các bạn cũng comment đáp án cho thầy ạ chất x là chất nào ạ anh nào anh nào nước rô mà tạo kết tủa trắng ạ não ơi não làm việc đi não anilin đúng không đáp án đúng của chúng ta là đáp án c câu 23 phát biểu nào sau đây là sai câu 23 mươi Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Dung dịch valin làm quỳ tím chuyển thành màu hồng. Amino acid có tính chất lưỡng tính. Cái này đúng. Dung dịch protein có phản ứng màu biure, cái này đúng. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác bazơ, cái này cũng đúng. Vậy sai là đáp án A các em ạ. Sai là đáp án A. Câu 24 ạ. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh? Câu 24 ạ Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh ạ? Kinh công Luyện não sáng sớm Dã man chưa các em Và cái chương trình này sẽ được Thầy Bình kéo dài liên tục Liên tục cho đến ngày các em thi nhá Nào chúng ta cùng chiến đấu nào Câu 24 ạ Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ạ? Quỳ tím chuyển thành màu xanh là gì? metinamin CH3NH2 Nhá CH3NH2 Câu 25 25 ạ số nhóm xin trong phân tử glycine ạ, à, bắt đầu tăng tốc lên các em, tăng tốc lên để chúng ta chọn đáp án thật nhanh nào. Tăng tốc thật nhanh nào, đề pha lên nào. Não chúng ta đã bắt đầu bước qua khỏi cơn buồn ngủ và bắt đầu nó cần những cái gì đó nhanh hơn. Tốc độ hơn. Dứt khoát hơn. Glycine có mấy? Trong phân tử glycine số nhóm xin chỉ có một mà thôi. Câu 26 ạ. À, số mol của axit glu à đây là glycine, 2,25 chia cho 75 số mol của chúng ta bằng bao nhiêu? 0,03 mol mà tác dụng hết với NaOH thì mình sẽ thu được là H2NCH2COONa số mol tương ứng là 0,03 mol vậy mình sẽ có 0,03 nhân với mở ngoặc đơn 75 cộng 22 thì kết quả chúng ta bằng 2,91 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhá đáp án D các em nhá câu 27 ạ các bạn ơi 27 đáp án gì ạ 27 các bạn chọn đáp án gì ạ? À? 27 các bạn cùng nhanh tay comment đáp án câu 27 cùng Thế Minh nào. Luyện nào sáng sớm. Hôm nay chúng ta luyện nào hữu cơ. 27 ạ, à? mươi 27 nào. Phát biểu nào sau đây là sai. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit chính xác luôn. Amino acid là chất có tính lưỡng tính đúng. Dipeptide có phản ứng màu bí ổ rê được không các em ơi? đi peptide có phản ứng màu bío được không các em ơi không ạ à, nên nó là sai 27, đáp án c nhá 28 ạ à. 28 ạ à. số dung dịch làm đổi màu phenol phthalin là đúng rồi tripeptide mới có màu bío ạ à. câu 28 ạ à. số dung dịch làm đổi màu phenol phthalin ạ à. số dung dịch làm đổi màu phenol phthalin ạ à. các bạn lưu ý cho thầy điều kiện để đổi màu phenol phthalin thì nó phải là thằng có tính ba sơ đúng chưa và bao giờ mạnh một xíu anilin không đổi màu được ch 3 nữa 2 có anh này có hai nhóm nữa 2 một nhóm c có vậy chúng ta chỉ có hai anh thôi đúng không đáp án đúng là đáp án d câu 29 29 ạ à. 29 ạ à. số tơ nhân tạo là 29 ạ à. số tơ nhân tạo là nào số tơ nhân tạo là Chúng ta lưu ý cho thầy Minh, thầy Minh đã nói với các em rồi, chúng ta chỉ có hai loại tơ nhân tạo duy nhất mà chúng ta được học thôi. Nào, bạn nào còn nhớ có thể comment cho thầy Minh, hai tơ nhân tạo, hai tơ nhân tạo mà luôn luôn thi mà chúng ta yêu cầu phải nhớ nào Hai tơ nhân tạo, comment thật nhanh nhẹn xuống đây ạ Hai tơ nhân tạo Số tơ nhân tạo của chúng ta bao nhiêu ạ? Bao nhiêu Hai tơ nhân tạo thì Minh vẫn dạy ạ. Comment xuống đây ạ. Thầy Minh nói liên tục trong tất cả các khóa học của thầy Minh hỡi các anh em Mi ạ. Nào, số tơ nhân tạo tơ tằm không phải đúng không? Gì ạ? Visco và acetat chúng ta chỉ có hai anh tơ nhân tạo thôi. Đúng rồi, chính xác. Visco và acetat. Đáp án chính xác của chúng ta chỉ có hai. Và chúng ta phải nhìn kỹ ở trong đề chúng ta đi tìm Visco và acetat nhá. Chúng ta có hai. Rồi ok, 30. 30 nào các em ơi? 30 đáp án gì ạ? Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành polyvinyl Chất nào sau đây trùng hợp để tạo thành polyvinyl clorua? Polyvinyl clorua của các em đâu? Thực ra cái câu này rất là đơn giản để trùng hợp tạo thành polyvinyl chlorua thì nó sẽ đi từ vinyl chlorua. Vinyl chlorua của chúng ta là đáp án gì ạ? À? Là đáp án C nhá. Đáp án C ạ. À? Câu 31. Đồng trùng hợp buta 1,3 dien. Đồng trùng hợp buta 1,3 dien. Với chất nào sau đây để thu được polymer dùng sản xuất cao su buna S? Câu này rất nhiều bạn bị nhầm ạ. Câu này rất rất nhiều bạn bị nhầm ạ. Trùng hợp, đồng trùng hợp buta 1,3 dien với anh nào sau đây để thu được các sản thu được polymer dùng để sản xuất cao su buna như các em nhìn thấy những cái đề luyện não sáng sớm này của thể mình được trích trực tiếp từ những đề thi trung học phổ thông quốc gia các năm trở lại đây và những cái đề thi thử trung học phổ thông quốc gia mới thi nhất mới thi nhất Thầy mình trích vào đây cho các em nào anh nào đừng có ngu ngốc ngờ ngạch chọn lưu hình nhá nó là styren đáp án đúng chúng ta là đáp án D câu 32 mươi hai ạ tơ nào sau đây có nguồn gốc senluloser Tơ nào sau đây có nguồn gốc là Cellulose ạ Các bạn cùng chọn đáp án cùng thầy mình ạ Câu số 32 ạ Câu số 32 ạ Tơ nào sau đây có nguồn gốc là Cellulose ạ 32 đáp án gì ạ 32 đáp án gì ạ Nguồn gốc từ Cellulose ạ Cellulose thì Nguồn gốc từ Cellulose thì Tơ Visco là Cellulose nhung ngâm vào dung dịch CS2 các bạn nhá. Cellulose ngâm vào dung dịch CS2 Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án A Tơ Visco Câu 33 Câu 33 Câu 33 này rất rất nhiều bạn hay sai Câu 33 Thi thử trong đề thi Trung học phổ thông Kim Sơn An Ninh Bình năm 2023 33 đáp án gì ạ? Đây chúng ta nhìn kỹ này Ở những câu dài này chúng ta phải đọc hiểu Cái chỗ đoạn là chúng ta phải đi xác định được từ chốt Nhá Trong số các vật liệu Tơ ni lông 6 là Tơ ni lông 6 là thì các bạn lưu ý cho thầy ạ à, Ni lông 6 nhá Ni lông 6 là tơ Mà nó sẽ phải có 6 nguyên tử carbon Ok không Bây giờ mình đi đếm cho anh này có 6 nguyên tử carbon là xong 5 cộng 1 là 6 Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì các em A à, luôn Chọn A nhanh và luôn Ngay và luôn húp soạt phát là xong 33 A 34 ạ Câu 34 ạ Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ạ 34 ạ polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ở các em nào ạ à, câu 34 mươi à, 34 ạ ba mươi polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ạ à? các bạn còn nhớ không anh nào cấu trúc mạch phân nhánh ạ à? comment đáp án thật mạnh mẽ xuống đây thì mình xem à polymer nào sau đây cấu trúc mạch phân nhánh ạ à? cellulose là không phân nhánh amylose là không phân nhánh đúng không polyethylene cũng không phân nhánh vậy phân nhánh của chúng ta chỉ có thể là amylopectin Đúng không? Nhớ kỹ nha 35 Phản ứng trùng hợp điều chế polymer nào sau đây? Chú ý ở đây hỏi là phản ứng trùng hợp nào Để dùng để điều chế các polymer sau đây ạ? À? Phản ứng nào để điều chế các polymer sau đây? Anh nào ạ? À? Phản ứng nào ạ? À? Phenol nó là đồng trùng ngưng nhá. Hexamethylene adipamide cũng là đồng trùng ngưng nhá. Polyethylene terephthalate cũng là đồng trùng ngưng nha Vậy ở đây chỉ có thể là gì ạ? À? Polymethyl mes -acrylate. mà thôi Đáp án đúng chúng ta là đáp án B Thủy tinh hữu cơ các bạn Thủy tinh hữu cơ Bạn nào quên thì mở hoặc đơn Thủy tinh hữu cơ sang bên cạnh nhá Câu 36 Câu 36 chúng ta đang bước vào polymer đó ạ Chúng ta đang bước vào polymer đấy Phần nối sợ hãi của các em Câu 36 Đồng trùng hợp Trùng hợp buta 1,3 dn với xúc tác natri ạ Câu 36. Trùng hợp buta 1,3 dn với xúc tác natri sản phẩm của phản ứng được sử dụng để sản xuất gì? Sản xuất gì ạ? Buta 1,3 dn ạ. À. Buta 1,3 dn thì được sử dụng để sản xuất gì ạ? Cao su nhá. Cao su nhá các em. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Cao su ạ. Câu 37 ạ. Câu 37 ạ. Câu 37 đáp án gì ạ? 37 đáp án gì các em ơi? 37 đáp án gì các em ơi Polymer nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? Polymer nào sau đây chứa ông thành phần chứa nguyên tố nitơ? Nào, polymer nào trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? Đáp án gì ạ? À? Đáp án gì các em? Polymer nào trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? Các bạn cùng comment đáp án cùng thế mình nào. Polymer nào trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? Alo alo, đáp án gì các em ơi? Các bạn cùng comment đáp án thì nhìn xem nào. Polymer nào trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? Z0 chứa C và H. C0 chứa CH và Cl. B0 chỉ chứa C và polyacrylonitrile à chứa nitơ, CH2 này, CH này. CN này. Đây, chứa nitơ là anh này, polyacrylonitrile. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 38, phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 38 ạ. À. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? À nào phát biểu nào sau đây là đúng các bạn cùng chọn đáp án cùng thầy Minh ạ phát biểu nào sau đây là đúng phát biểu nào sau đây là đúng ạ trùng ngưng propen propen không thể trùng ngưng mà propen là trùng hợp đa số polymer tan trong các dung môi thông thường đa số polymer tan trong các dung môi thông thường đúng không đúng không không sai sai chứ quần áo ni lông len tơ tầm không nên giặt với xà phòng ở độ kiềm cao cái này mới đúng này tại vì gì ạ quần áo ni lông tên len tơ tầm thì nó chính là có chính là có liên kết NHCO và do liên kết NHCO này nên không thể dập với xà phòng ở độ kiềm cao được bởi vì nó sẽ bị thủy phân. C ạ. 38 đáp án C. 39 một câu tính toán này. Cho 180 g dung dịch glucose 1% C6H12O6 số mol 180 nhân 0,01 180 nhân 0,01 chia 180 bằng 0,01 thì một anh này trả được hai anh bạc. Vậy mình tìm được số con bạc bằng 0,02. Số con bạc bằng 0,02 mà nhân với 108 thì bằng 2,16. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu 40 câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay các bạn ơi, các bạn cùng comment đáp án cùng thầy Minh nào. Câu 40. Câu 40. Sáng ngày hôm nay tất cả những bạn nào dậy sớm cùng thầy Minh thì tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng chiến thắng chiến thắng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và chúng ta cùng lưu dấu lại với nhau trong buổi học ngày hôm nay nhá. Câu 40 ạ, à, gặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit đun nóng, các bạn lưu ý cho thầy ạ. À? Thủy phân trong môi trường axit đun nóng ạ à. thì điều kiện để thủy phân trong môi trường axit thì nó không được là monosaccharit Đúng không? Vậy loại fructose, loại glucose vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò câu 40 là câu cuối cùng trong buổi sáng luyện não ngày hôm nay của thầy Minh Mìa Linh cùng với tất cả các bạn và các em. Chúc mừng tất cả các bạn và các em đã hoàn thành cái buổi học số 01 đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay và các bạn nghe rõ thầy Minh dặn này, chúng ta đã dạy được sớm rồi, chúng ta đã học được rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu ạ. Gì ạ? Đừng có quay trở lại cái giường thân yêu ngủ tiếp nhá. Chúng ta ăn sáng, chúng ta vươn vai hít thở không khí trong lành để chuẩn bị chúng ta vào làm đề. Chúng ta phải luyện đề vào buổi sáng Các bạn in đề 9 cộng của thầy Minh ra và làm đi ạ à. Hơi các bạn Hãy in đề 9 cộng của thầy Minh ra và làm đi Nha Chuối Buổi live đầu tiên Lý thuyết sáng sớm luyện não sáng sớm Xin phép được kết thúc tại đây